Giao thông nhé. Xe đạp đâu con? Đúng rồi, xe đạp. Xe máy đâu con? Chuẩn luôn. Máy bay đâu con? Máy bay. Ô tô đâu ạ? Ô tô. Xe buýt đâu con? Chính xác. Yeah. Cốm cho cô Hà biết màu vàng đâu? Màu vàng đâu nhỉ? Màu vàng đâu ở cốm? Đúng rồi, bị màu đỏ đâu? Đúng rồi, vậy màu xanh lá cây đâu? Đúng rồi, vậy màu trắng đâu? Màu trắng đâu nhỉ? Đúng rồi, vậy màu đen đâu? Yeah, giỏi quá! Yeah.